Kiều Loan, tôi đã bị gạt ra bên ngoài. Bây giờ mọi thông tin của ban chuyên án đều được giữ kín, chỉ có nội bộ mới biết. Ông Nguyễn Đức cố tình cho tôi ra ngoài, không biết là ông ta có nghi ngờ gì tôi hay không nữa. Hiện tại thì tôi giống như thằng bị bịt mắt, không thể làm gì được. Hôm nay gặp nhau chỉ để câu cá, không bàn chuyện công việc. Ông đừng quá hấp tấp nóng nảy sụp sạo lung tung. Ông Nguyễn Đức càng có cớ để khẳng định rằng ông có tật giật mình. Tính chơi nhau đây mà. Ông đánh giá tôi hơi thấp đó. Cá đã cắn câu rồi. Ông thấy chưa? Câu cá không nhất thiết là phải cua chiên hay đánh trống, hay là đập bùn giống như bắt cá ở ao hùng. Câu cá là phải tính thì cá lớn mới cắn câu được. Tỉnh cái con khỉ. Thái độ của ông Nguyễn Đức đang khiến tôi phát điên đây nè. Ngoài mặt á, thì ông cứ tỏ ra là không có chuyện gì, nhưng mà mỗi lần tôi hỏi hay là đề nghị tham gia chuyên án á, ông đều tìm cách từ chối. Rồi bây giờ còn điều động tôi giải quyết ba cái vụ trật tự tào lao gì nữa chứ. Án thiệt. Câu cá thôi mà cần chi phải đeo bao tay gì ghê vậy? Làm như vậy vừa không giơ tay, cá lại không bị chết. Bởi vì thân nhiệt của con cá thấp, trong khi nhiệt độ cơ thể của chúng ta dao động từ 36 đến 37 độ, nếu chạm trực tiếp á, cá sẽ bị bỏng, ăn mất ngon. Cá phải còn tươi sống cho tới khi chế biến thì mới đúng chuẩn ẩm thực được. Theo những gì ông nói như vậy có nghĩa là chết mà vẫn không hiểu là tại sao mình chết đi mà. Đúng vậy. Cứ để yên cho bọn đó, thích làm gì thì làm. Ông chuẩn bị giúp tôi làm một chuyện khác, không hề liên quan tới bất kỳ chuyện nào, mà ông Nguyễn Đức có thể từ đó lần ra tung tích. Cái gì? Tôi có ít quà tặng cho các cháu và chị. Tôi nghe nói chị rất thích sắm sửa. Ông nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Từ từ rồi ông sẽ biết thôi. Cứ bình tĩnh đi. Vô. Anh ngồi đây chơi nha. Em qua bên kia gặp bạn em chút xíu. Vậy hả? Ok. Nè. Làm gì nhìn người ta đắm đuối vậy? Bọn mày tính ngày nào cũng qua đi uống. Bọn nhóm người đẹp vậy sao? Chỉ biết sao bây giờ, là hứa yêu mất tiêu rồi. Tiêu thiệt hả? Nè, có chắc chắn không? Thế mấy lần trước á, tôi để là quên rồi mà. Sao lần này nghiêm túc vậy? Phải đâu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà càng gần gũi thì tao lại càng thích cô ấy. Tao muốn nhìn thấy cô ấy bất cứ lúc nào. Cô không hề giống bất kỳ một cô gái nào khác, nhưng mà lại rất giống mẹ của tao. Cái gì? Ê, có khi nào mày thấy cổ giống mẹ của mày cho nên mày mới thích? Có khi nào mày ngộ nhận là yêu không? Không phải đâu. Sau đó thì tao thấy cổ có nhiều cái hay lắm. Tao nghĩ là con người này yêu được là cưới luôn á. Nghiêm túc đó hả? Ừ. Yêu một phát cưới luôn cho nó máu. Giờ mày chán chưa? Không, không chán đâu. Quỳnh Nam mà nhìn người ghê lắm. Đúng rồi, nhìn được chục cô rồi suốt tuần lễ.
đây nè mấy cưng, nhanh lên. Lên đây. Lại đây, đây là anh Nam. Giới thiệu cho mấy đứa, đây là đại thiếu gia Quỳnh Nam. Chào anh Nam đi mấy đứa. Cho mấy em qua bên đó ngồi đi, lát nữa tôi qua. À, dạ, mấy đứa qua bên kia ngồi, đi. Dạ, dạ. Đi đi mấy cưng. Đi đâu đây? Sao lâu rồi á, không thấy thiếu gia gọi người của tôi đi biểu diễn vậy? Phải có người mới chứ, cứ như vậy hoài thì làm sao mà gọi được. Em, qua đây ngồi nè. Dạ. Em chào anh. Anh uống rượu nha. Em mời anh. Cảm ơn em. Em là anh Thư có đúng không? Ủa? Sao anh biết em? Trời ơi, người đẹp mà. Anh hai biết, cả nước này biết, chứ đâu phải mình anh biết đâu. Cảm ơn anh. Ôi trời, em xinh đẹp như vậy mà em làm BC uổng quá. Hay là anh về đầu quân cho Adelaide đi. Anh bảo đảm anh đào tạo cho em thành gà nòi luôn á. Anh ơi, Adelaide có phải là công ty đào tạo người mẫu nổi tiếng không anh? Đúng rồi. Ủa vậy là anh làm bên đó hả? Ê, đừng nói nhìn đâu cũng nhìn thấy ra gà nha. Trời ơi, làm gì mà nóng dữ vậy? Tại vì á, anh thấy em có tiềm năng trở thành một nét top model, một hoa hậu tương lai. Cấm miệng. Thế đi. Thôi à, khó quá, bỏ qua đi ha. À, khoan anh. Hả? Em mới là người quyết định mà, em đồng ý. Em đồng ý. Nhưng mà anh không có đồng ý. Anh đâu có quyền cản em. Anh có quyền cản, đứng dậy đi ra. À, thôi thôi thôi, bây giờ như vậy nè. Hai người á, cứ trao đổi với nhau đi ha. Nhưng mà anh chỉ cần thiếu gia Quỳnh Nam gật đầu một cái là cái gì anh cũng ok hết nha. Chào cưng. Anh Quỳnh Nam, anh quá đáng lắm. Anh có biết là em chờ đợi cơ hội này lâu lắm không? Em muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp như vậy, chứ không phải là cứ đứng mãi ở bên ngoài. Anh đang lo cho em thôi, em không hiểu là công việc nó phức tạp như thế nào đâu. Em đừng nhìn thấy vậy mà ham hố. Anh đang coi thường em đó. Em chỉ muốn thử sức ở một lĩnh vực mới thôi, chứ không có ham hố mấy cái chuyện mà chim dài đại gia gì đâu. Em không muốn nghe em nói gì nữa đâu. Nè, nè. Một cơ hội cho Nam đó. Một tối chưa xong. Mày muốn gì? Mày là gái. Mày sao
không sao đâu anh. Ờ, xe bị gì vậy? Em đang chạy tự nhiên xe bị tắt máy. Vậy hả? Vậy để anh nói anh Dũng dắt xe em về cho. Anh chạy em về ha. Dũng ơi, Dũng, mày để xe về giùm cho Thư đi. Anh đưa về nha. Ừ, được rồi, cứ đi tao chạy trước đi. Anh chạy xe về giùm tôi nha. Cứ đi tôi. Anh đi anh vô nhà. Em không cần đâu Quỳnh Nam, em xin anh đó. Chuyện của em, anh cứ để em tự giải quyết đi. Em không muốn lúc nào em cũng có cảm giác bị người theo dõi kiểm soát 24/24 như vậy. Thư à, em hiểu lầm rồi. Thư à, không phải như em nghĩ đâu. Anh không muốn làm cho em có cảm giác là gò bó hay là bị khó chịu gì hết. Thư à, Thư, Thư nghe nói nè, tên Thiên Minh đó không tốt đẹp gì đâu. Thiên Minh làm cái gì với anh mà nói về người ta như vậy? Em biết đó, mấy công ty người mẫu thì nơi nào mà không có mấy chuyện thị phi. Chân dài tranh giành xô rồi tranh giành đại gia là mấy cái chuyện bình thường. Nè, anh coi tôi là hạng gái hay sao mà anh nói như vậy? Không phải, thì anh nói mấy công ty người mẫu thì nó hay có mấy cái kiểu vậy thôi. Chứ anh có nói về em đâu. Em nghĩ vậy là quan tranh rồi đó. Thử à, nghe giải thích đi. Ý của anh không phải là vậy đâu. Thực sự thì anh muốn tốt cho em thôi mà. Thư à, đừng giận anh nữa mà. Em không muốn nghe giải thích gì nữa hết. Anh đi về đi. Xong chưa? Rồi, xong rồi. Từ nào vậy? À, mấy đứa trẻ trâu đi chơi khuya thôi. Xe của cô hư bình điện, tôi thay rồi đó. Cảm ơn anh. Cô đừng cảm ơn tôi. Cô nên cảm ơn thằng Nam kìa. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của tôi. Cảm ơn hai anh. Nhưng mà dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Có gì đâu. Miễn sao em đừng trách móc anh là được rồi. Thực sự là quan cho anh lắm. Anh chỉ chân thành và anh quan tâm em thôi, chứ thực sự là anh không muốn áp đặt gì hết á. Bây giờ em không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Em đang rất là mệt. Em muốn nghỉ ngơi. Anh đi về được không? Vậy thì em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh sẽ qua đón em nghe. Em không có hứa trước gì được hết. Hiện bây giờ em đang rất mệt. Thôi vậy em nghỉ ngơi đi. Về. Anh Dũng chắc chắn là người đó. Mình không thể nhầm lẫn được. Nói nè, con càng tỏ ra suy tình quá sẽ càng bất điểm. Biết làm sao được. Tao yêu cổ mà. Dạ. Alo. Con hả? Con đã về đến nơi chưa? Dạ, con đã về tới nơi rồi ạ. À, mọi người bên đó có ai bị thương không chú? Anh em trong đội đều có nghề.
nên không ai bị thương. Mà nè, Quỳnh Nam có nghi ngờ gì con không? Anh ta còn đang bận tâm về việc con đang giận anh ta, thì làm gì có thời gian để mà nghi ngờ. À, chú à, có một điều con băn khoăn muốn hỏi chú. Con nói đi. Nhiệm vụ truy tìm hồ sơ mật của bên Quỳnh Long, còn có ai hoạt động ngoài con không chú? Nguyên tắc hoạt động của tình báo là phải tuyệt đối bí mật. Con đã vi phạm nguyên tắc. Dạ, con xin lỗi. Nhưng mà hiện tại bên cạnh Quỳnh Nam đang xuất hiện một người tên là Trọng Dũng. Anh ta rất là thông minh, sắc sảo, giỏi võ thuật. Các gia đòn của anh ta đều là các thế võ mà con đã học ở lớp huấn luyện đặc biệt. Nhiều người á cũng biết võ hộ vệ Wushu mà. Con nên nhớ, nghề tình báo không được có khái niệm mơ hồ và cảm tính, không được chủ quan trong phán đoán. Dạ, con hiểu. Đôi khi những thứ trước mắt chúng ta đều không đúng với bản chất thật của nó. Chú khuyên con nên gạt chuyện này qua một bên, hãy chuyên tâm vào công việc của mình, bằng mọi cách tiếp cận, lấy được lòng tin của Quỳnh Nam và nhanh chóng phá án. Dạ đó. Con nên nhớ, trước khi làm nhiệm vụ tuyệt đối đừng để tình cảm chi phối hay là mất tập trung vào một người nào đó. Hiện nay Quỳnh Nam đã có tình cảm với con, cho nên cần phải thúc đẩy học sâu vào đầu óc của Quỳnh Long Nam, càng nhanh càng tốt. Bọn chúng đang rục rịch hành động lớn, cho nên chúng ta cần phải theo sát từng bước. Dạ con. Không ai có thể lần ra được hồ sơ của con đâu. Con bảo thu xếp đầu quân dọn công ty Adelaide. Con hạn chế xuất hiện ở vũ trường, bởi nơi đó rất khó kiểm soát. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Dạ con, thưa chú. Bố đồ tạp. Sao tự nhiên không bị gì vậy? Ủa, điện thoại của mình đâu rồi? Sao tự nhiên lại cúp điện vậy? Em cũng không biết nữa. Để em qua bên nhà hàng xóm coi có bị như vậy không. Vậy đi cẩn thận nha. Dạ. Này, đừng có chủ quan. À, nhớ mở máy phát điện nếu như khu này mất điện. Dạ, em biết luôn.
trong phòng hoàn toàn không có gì hết. Mình đã tìm kỹ rồi, quả thật không thấy. Hợp giao lo dùng. Câu xây nội dung hợp đồng rất chi tiết đầy đủ. Chỉ số yêu. Bên cô chỉ cần cung cấp cho chúng tôi nguồn gái Việt Nam ổn định, lâu dài để du lịch cùng đại gia. Nếu còn trên thì giá sẽ rất cao. Ông cứ yên tâm, một khi hợp đồng đã được ký thì mọi giao dịch sẽ theo đó mà tiến hành. Tôi sẽ xúc tiến việc này sớm. Được, tôi đợi tin tức của cô. Được, cáo từ. Cảm ơn. Tôi sẽ lại chào ông. Chào ông. Tạ Thiên Khánh cũng đang nôn nóng nên yêu cầu cung cấp gái cho hắn. Như vậy có nghĩa là nhu cầu hàng đang tăng cao. Chúng ta cần phải xem xét kỹ để đưa ra quyết định. Nếu chậm là có kẻ hớt tay trên ngay. Người của ta cũng đã xác minh chứng thực nhu cầu này là thật. Không phải là do cảnh sát thả mồi đẩy bẫy đâu. Nhưng mà chúng ta lên kế hoạch cũng phải cẩn thận. Phòng trường hợp cảnh sát Macau phối hợp với cảnh sát Việt Nam. Được, tôi sẽ về Việt Nam tham khảo ý kiến của ba tôi. Việc này không thể một mình tôi quyết định được đâu. Để tôi đi cùng cô. Không được, anh phải ở đây chăm nom spa. Một mình tôi về là được rồi. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải có một người để giải quyết chứ. Hơn nữa tôi cũng muốn kết hợp về chơi với ba tôi chứ không phải là dài ngày đâu. Tốt nhất á là nên ở lại đây. Có gì thì liên lạc với tôi. Mà nhớ lại, tôi về Việt Nam thì rất an toàn. Anh không cần phải lo lắng gì đâu. Nhưng tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ cho cô. Ông chủ đã giao phó cô cho tôi. Tôi không thể. Anh sao vậy? Lúc nào cũng muốn kè sát tôi là sao? Đừng tự cho mình cái quyền kiểm soát tôi mà quên đi thân phận của mình. Nị Hủ à? Nị Hủ à? Chào bà. Xin chào. Chào chị. Ôi trời, cơm dạch chanh hôm nay em được hân hạnh đón tiếp rộng như thế này. Hôm nay em sẽ đích thân phục vụ cho chị. Chị đi theo em. Cảm ơn cô. Đi tìm. Mời chị. Được. Công việc bà chủ trung tâm spa có khác. Tay nghề hơn hẳn như người trước đây đã từng làm cho tôi. Chị nói quá thôi. Chờ đây, chuyên viên nào cũng tài nghề hơn bà chủ của họ cả. Chỉ cần chị muốn thì họ sẽ phục vụ tận tình. Được em tài nghề của cô thật đó. Bàn tay cô mềm mại lại thuần thục nữa. Rất xứng đáng với nghệ danh bàn tay vàng mà tôi đã từng nghe người ta nói. Nếu chị đã khen như vậy rồi thì em xin giận. Mà sao bữa nay em không thấy ông xã của chị đưa chị đến? Mỗi khi em đều thấy ông xã của chị đưa chị đến. Hôm nay có gì nên tôi đi một mình. Mình cũng phải để cho ông ấy tự do, chứ lúc nào cũng bắt ông kè kè một bên thì tội lắm. Mấy chỗ shopping hay là spa này mà để cho ông đi thì không khác gì là hành xác ổng. Tội nghiệp ông xã tôi lắm. Mà em thấy công việc của ông xã chị bận như vậy, tay phải kinh doanh tiền vay, tay trái thì kinh doanh resort, chắc chắn là nó không thiếu phần giúp đỡ của chị. Em nói như vậy có đúng không? Em chỉ nói quá thôi. Chị chưa bao giờ can thiệp cho công việc của anh ấy cả. Và chị cũng chẳng biết anh ấy làm gì nữa. Chị chỉ làm đúng bổn phận của mình là ông mừng rồi. Chứ người dụng về như chị mà lao vào công việc của ông xã chị có khi lại làm rách việc hơn. Trời ơi. Vậy mà em cứ tưởng chị giúp ảnh quản lý resort Lý chị. Em biết không, chị không thạo với việc kinh doanh. Hơn nữa, anh Khánh của chị cũng không muốn chị đụng tay vào việc gì hết. Vậy nên chị cũng tôn trọng anh. Mình không giúp được gì thì cũng không nên làm dướng chân dướng tay, làm hỏng chuyện của chồng. Như vậy là tốt rồi. Chồng bà là mafia, muốn chiếm lĩnh thị trường flaca của cha con tôi.
tôi sẽ cho ông Tả Thiên Khánh biết con Quỳnh Nhi này là ai. Đi chung dạ. Cô làm gì mà ghi chặt tôi như vậy? Nhanh quậy á. Tại vì em thấy chị đẹp quá nên em mới ghi chị thật mạnh. Ngon lắm cánh tay nhỉ. Em đang suy nghĩ lúc mình bằng sủi chị có được đẹp như chị hay không nữa. Con nhìn lên con đương nhiên là... em phải đẹp hơn chị rồi. Công nhận bà chủ spa này khéo ăn khéo nói thật đó. Quỳnh Nhi, chị muốn làm bạn với em có được không? Đương nhiên là được rồi. Ôi trời ơi, em kết bạn với chị là phước ba đời của em rồi. Lì Chanh thầy phụ em đúng là dễ thương quá đó. Vào đi. Có chuyện gì vậy? Nhân viên báo là hệ thống truy cập thông tin báo cáo tài chính của các nhân viên đại lý đa cấp quá chậm. Tôi tới để xem có vấn đề là ở đâu để sửa chữa. Cậu làm gì thì làm, nhưng những phần dữ liệu đó cậu không được phép truy cập. Hơn nữa, tất cả đều được mã hóa, phải có mật khẩu thì cậu mới có thể mở được. Đây là việc mà anh Quỳnh Nam đã giao cho tôi. Vì vậy, khi khôi phục lại hệ thống, tôi cần phải truy cập vào dữ liệu để tìm hiểu nguyên nhân. Mà thôi khỏi, tôi sẽ tìm anh Nam để hỏi mật mã cũng được. Cậu không được làm như vậy. Những file dữ liệu đã được mã hóa thì không được phép mở. Đó là lệnh của ông chủ. Tôi không nói là sẽ phá mã hóa nó, mà nói là nếu cần, tôi sẽ xin chỉ thị của anh Quỳnh Nam. Vì anh ấy đã giao cho tôi phải khắc phục hệ thống này. Chẳng lẽ có vấn đề gì đó anh không muốn cho người khác biết sao? Bất kỳ công ty nào cũng có bí mật tài chính. Tốt hơn hết, cậu bớt quan tâm đến chuyện khác, chú tâm vào công việc của mình làm gì. Đồng ý thôi. Được rồi, vậy thì bây giờ là tôi phải làm theo mệnh lệnh của Quỳnh Nam, hay là tôi phải chờ sự đồng ý của tổng giám đốc Quỳnh Long đi? Những chuyện này trước đây giám đốc Quỳnh giao cho tôi. Cậu muốn làm thì phải xin phép ông chủ trước. Được rồi, không làm phiền anh nữa. Có ý gì mà muốn truy cập vào hệ thống máy? Tao nói rồi mà, nhất định tao xử lý cho. Mày đã là người của tao rồi, có gì mày phải nói cho tao biết. Thật sự là tao rất ngại, tao không muốn đối đầu Vinh nhất. Thôi, thì nói tính sau đi. Alo, anh nghe nè. Anh đang đi với thằng Dũng nè. Dạ, hôm xưa đó hả? Anh tới liền. Sao vậy? Không có gì, tôi nói đi. Hôm xưa Anh Nam. Anh Dũng à, chào em. Chào. Em cũng vừa mới tới thôi. Em cảm ơn em nha. Cảm ơn chuyện gì? Nhờ cô em mà anh có cơ hội quay lại đây. Ở đây chẳng có gì thay đổi hết. À, hôm nay á, em xin phép là mời anh với lại anh Dũng hai món đặc sản của quán này, rất là ngon. Dạ mời anh chị.
Như vậy là Tạ Thiên Khánh bây giờ lại chuyển sang buôn người à? Nhu cầu hàng tươi sống ở bên phía Macau đang tăng rất là mạnh đó ba. Tạ Thiên Khánh đang muốn con cung cấp gái cho hắn với số lượng rất là lớn. Tất cả các tài đại gia sòng bạc cũng có nhu cầu đó luôn. Con thấy chúng ta nên mở một đường dây cung cấp gái hạng sang từ Việt Nam sang các sòng bạc lớn ở Macau. Con đang muốn thử nghiệm trước 5 cô gái xinh đẹp, trẻ trung và đặc biệt là con Trinh. Giá bây giờ rất là cao đó ba. Mà ba biết không, những tài đại gia rất là mê gái con Trinh đó ba. Gì à? Con đã lớn rồi, con phải nên nhớ việc vận chuyển một gói flaca khác với việc vận chuyển một người sống. Con biết là như vậy nên con mới về tận đây để bàn bạc với ba nè. Với lại con cũng thích làm chuyện này nữa. Lỡ sau này không kinh doanh flaca nữa thì con cũng có việc để làm mà, đúng không ba? Nè, con có kế hoạch rồi phải không? Nói cho ba nghe coi. Con sẽ dựa vào công ty ADLine. Mà ba nè, Thiên Minh dạo này còn bị tụi công an soi xét vụ Kiều Loan nữa không? Ba sắp xếp cho con gặp Thiên Minh để ba công chuyện đi ba. Ba sắp xếp cho con một chỗ kín đáo một chút. Chứ bây giờ Thiên Minh tới đây con nghĩ không có tiện cho lắm, vì công an vẫn còn giám sát đó ba. Con suy nghĩ rất là chu đáo, chứ không giống như thằng anh con ham ăn chơi đua đòi. Nó không có ham chơi đâu ba, mày nói gì vậy? Sao anh hai mày về Việt Nam sao không gọi tao ra đón mày vậy? Em sợ anh hai bận nên em tự về luôn đó. Bận cái gì mà bận, thiệt là. Thôi tao lên trước à. Ê Dũng, ngồi đây đi, nhanh ngồi chơi. Em ta mới về Việt Nam, mày chào một cái cho biết đi. Thuyên chị, tôi xin lỗi. Không có gì, người gì đâu mà đi đứng không để ý được gì trơn. Cô à? Ủa, anh cũng là người Việt hả? Tôi xin lỗi nha, cô không sao chứ? Tôi không sao đâu. Chào cô. Thì ra là anh hả? Chào cô. Chào anh. Thấy rất tròn như vậy, hình như hai người biết nhau hả? Ủa, mà sao anh hai lại biết ảnh vậy? Bạn thân của anh sao anh không biết được? Bây giờ nó làm trợ lý cho anh. Em tao, Quỳnh Nhi với mày à, sống ở Macau giống như mày luôn đó. Đúng là có duyên thiệt hả? Này này, Nam, con làm gì thì làm, nhưng mà nhớ ghé công ty giải quyết việc cho ba. Ngày mai ba với Quỳnh Nhi có việc. Việc gì mà ghê dữ vậy ba? À, khi nào xong việc em sẽ báo cho anh hai biết. À. Ông chủ xe đi. Đây là lệnh truy nã hai tên sát thủ đã giết Kiều Loan. Mày điều tra vụ này có chắc chắn chưa? Dạ chắc chắn, thám tử đã điều tra được. Người đằng sau nhóm sát thủ là truy sát hai cha con Huỳnh Long chính là Thanh Trợ Sắt. Còn điên này. Phải xử lý nó rồi, nếu không nó sẽ làm nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát. Vâng, em biết phải làm gì. Em sẽ điện cho thằng Tài còn. Đất Campuchia nó rất là sạch.
Bọn mày tiếp tục theo dõi cả nhà họ Huỳnh. Nếu có bất thường gì, mày báo cáo ngay cho tao. Dạ vâng ạ. Tụi cốm là thính lắm đấy. Cẩn thận nhé. Bye. Mẹ kiếp, không ngờ tụi công an lại lần ra sớm như vậy. Dạ, em nghe chị ơi. Mày xử lý ngay hai thằng sát thủ giết con Kiều Long trước khi tụi công an lần ra bọn nó, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Mẹ kiếp, lệnh truy nã nó đã đến tận Campuchia này rồi. Nhớ là phải làm cho êm và dư thật đấy. Dạ. Không được để bị nghi ngờ gì. Làm cho gọn vào, nhớ chưa? Dạ, em biết rồi ạ. Mày muốn gì? Bà bình tĩnh. Ông Tạ Thịnh Khánh chỉ muốn nói chuyện với bà. Bà ngồi xuống. Nghe đi. Alo. Thật là ngu xuẩn. Mày có biết hành động của mày suýt chút nữa là phá hủy cả một đường dây lớn không? Ngay cả tao mà không dám động chân động tay, mà còn phải cung phụng cha con nó. Vậy mà mày dám hả? Ông Tạ, tôi không hề có ý đấy. Tại lúc đó đầu óc còn đang nghĩ lẩn quẩn, hơn nữa còn đang phê Plát Ca nên không kềm chế được thù hận. Ông Tạ, xin ông hãy tha cho tôi con đường sống đi. Tôi thề là từ nay sẽ không dám động vào cặp lông chân của cha con nó đâu. Chuyện sau này thì để sau này giải quyết. Vấn đề bây giờ là mày phải xử lý vụ này thật gọn. Đừng để tụi nó lần ra tao, rõ chưa? Mày không được để cho thất bại. Dạ, ông yên tâm. Tôi đã cho bọn đàn em xử lý hết cả hai thằng kia rồi, sẽ không để lại dấu vết gì. Mày đã nói là xử lý rồi, nhưng phải thật gọn gàng, đừng để tao vướng bận nha. Nó có thằng vệ sĩ giỏi lắm đó, mày có biết không hả? Tôi cũng không ngờ là cha con nó lại có một thằng vệ sĩ giỏi võ như thế. Người của tôi hôm ấy suýt chết vì nó. Ông phải trả hận cho tôi đấy. Bọn thằng em của tôi mới moi được thông tin thằng đó đến từ Macau. Cái việc đó thì cứ để tao tính, để xem thằng đó là thằng nào mà lợi hại đến như vậy. Vậy bây giờ mày cứ ẩn thân đi, đừng có ló mặt ra, có biết không? Nếu Huỳnh Long biết mày hại cha con nó thì tính mạng của mày không được bảo đảm đâu, biết chưa? Nhưng mà nếu không tìm cách khử cha con Huỳnh Long hoặc làm cho chúng yếu đi thì con đường đưa Flatka của chúng ta vào Việt Nam đến khi nào mới được làm chủ hoàn toàn? Hiện tại ở thành phố Flatka đã hoàn thành từ vũ trường đến các ngõ ngách, tất cả đều do Huỳnh Long cung cấp. Làm việc lớn thì không được nóng vội. Huỳnh Long bây giờ nó đang mạnh lắm, mạng lưới của nó ở Việt Nam rất là chắc, trong khi đó ở Macau con Huỳnh Nhi lương hạ không kém gì cha nó. Tất cả con chức đầu não ở Macau thằng nào cũng cầm tiền và ôm gái cho nó cung cấp. Mày có biết không hả? Manh động chỉ có nước chết. Nhưng mà trước sau gì cũng phải khử Huỳnh Long. Ông cứ giao cho tôi lo vụ này đi. Tôi đảm bảo sẽ thiết lập một đường dây mới và đè bẹp Huỳnh Long như con rắn dưới chân, để cho hắn biết đụng vào thanh chợ sắt này không phải là dễ. Được đó, nhưng chưa phải là bây giờ. Mày cởi yên đó, đợi chỉ thị rồi mới được hành động, biết chưa? Tuyệt đối không được cháy lại. Được, tôi biết rồi. Mày kiếp, chỉ xuống vào đầu tao à? Dám xông vào đến tận nhà tao à? Tạ Thiên Khánh,
ông dám hăm dọa cả tôi sao? Một ngày nào đấy tôi sẽ lấy mạng cả ông luôn đấy. Chó chết!